Và bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu những điều cần biết về Ác Quỷ Ma Sơ Valak, một bộ phim vừa được khởi chiếu trong những ngày qua. Được chú ý trong phần 2 của The Conjuring, Ám Ảnh Kinh Hoàng, phần 2 và Annabelle, The Creation, sự khởi tạo của Annabelle cũng là phần 2 luôn á, thì Valak là một trong những ác quỷ nằm trong vũ trụ điện ảnh của The Conjuring. The Nun, Ác Quỷ Ma Sơ sẽ là phần phim mới nhất của vũ trụ này. Valak có nghĩa là hầu tước của loài rắn, xuất hiện nhiều trong những sách ma thuật bóng đêm, chủ yếu là sách triệu hồi. Và trước giờ Valak không xuất hiện dưới hình ma sơ nha các bạn. Hình dạng được miêu tả trong sách vở là một em bé với đôi cánh thiên thần cưỡi trên lưng rồng hai đầu. Valak được giới thiệu chi tiết trong cuốn sách dị giáo giữa thế kỷ 17 mang tên là The Lesser Key of Solomon. Tên tiếng Việt có nghĩa là 72 con quỷ của Solomon. Thì trong cuốn sách này mô tả Valak với những cái tên khác như là Valak, Valak, Valu, Valak, Dulas, Valak, giống như là một diêm vương của địa ngục, có thể điều khiển đoàn quân ma quỷ. Còn trong thế giới phim của The Conjuring, Ám Ảnh Kinh Hoàng thì Valak với lại trong truyền thuyết thì có một điểm chung đều là cái tên là Valak. Thì James Wan, đạo diễn của vũ trụ phim này, người sáng lập ra vũ trụ phim này thì mới chia sẻ là nhân vật Ma Sơ thì được lấy cảm hứng từ nhà ngoại cảm Lauren Warren là phải đối mặt á. Thì bà ta chia sẻ rằng trong thực tế thì nó là một cái thế lực bóng đêm, nó trùm đầu vào một miếng vải. Và từ đó, sau khi nhiều cái ý tưởng đưa ra thì Samuel quyết định là chọn hình ảnh Ma Sơ. Với bộ phim The Nun thì không có dựa vào câu chuyện có thật như là The Conjuring, mà được lấy cảm hứng từ một tác phẩm hư cấu mang tên là The Name of the Rose. Sự khác biệt giữa hai phim này là kẻ giết người trong phim The Nun là ma quỷ, còn trong The Name of the Rose là người thường. Thì Jim Wan chia sẻ rằng bộ phim The Nun giống như là sự cộng hưởng, sự hòa cộng giữa The Name of the Rose với lại The Conjuring. Valak hóa thân thành nữ tu mang hàm ý là thách thức đức tin của nhà ngoại cảm Lauren và làm méo mó nhận thức của cô về niềm tin công giáo, khả năng ngăn chặn giác quan của Lauren khiến ác quỷ này trở thành là nguy hiểm nhất mà cô ta từng gặp. Tóm tắt nội dung phim The Nun thì lấy bối cảnh tu viện Romania năm 1952 trước những sự kiện xảy ra trong The Conjuring và Annabelle. Thì sau cái chết kỳ dị của một nữ tu ở một tu viện thì một linh mục cùng với một nữ tu trẻ được Vatican cử đến để điều tra sự việc. Họ cùng nhau khám phá ra một sự thật khủng khiếp, không chỉ nguy hiểm đe dọa đến mạng sống mà cả hai cũng phải đối mặt với sự đe dọa lẫn đức tin tâm hồn trước một thế lực tàn độc từ ma quỷ.